thầy hả con? Con nói thì nó lại dáng con lên đẹp quá. Ủa thì sao phải kéo em lại nói giữa mọi người vậy? Con đổ nhiều hết nói chuyện đi. Không phải con nói là tại vì mấy em. Xin lỗi anh hơi chuyện vô xíu mà. Ông Ca nó nói mà có đi đâu tôi cũng mặt không à. Tôi giỡn đến đây cười gượng gạo thôi. Em con đâu quá. Là phải kéo vô đây nữa. Mà phải đâu vô thấy mọi người là mẹ chậm càng của bộ. Không phải em thấy chị nhớ là nói vậy nha. Ôi Lưu ơi, nói về con cũng biết nói dối lần nào chưa? Không từng. Nhiều khi đã từng chưa? Nhiều khi có thử. Nó có gì cưng. Đức ơi chị Bình chưa vô chị Bình đi. Dạ em cho em chị Bình đi anh với. Dạ. Lấy chị Bình vô chị Bình đi. Không về được thầy luôn. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.